Em dạy cho nó kiểu gì mà cứ để cho nó nằm chơi hoài vậy? Chị kêu em về đây là để dạy dỗ cho nó. Nếu như vậy hoài thì chuyện học hành của nó tính làm sao đây? Dạ, em xin lỗi chị. Chị biết, thằng Nguyên nhà chị nó cũng hơi quá quắt thiệt. Nhưng mà ngay từ đầu em nói với chị là em tự tin lắm mà. Dạ, lúc đầu là em tự tin lắm nhưng mà Nguyên nó hơn cái mức em tưởng tượng luôn á chị. Mẹ, đuổi cổ đi mẹ. Chỗ người lớn đang nói chuyện. Im. Chị thấy điểm tiếng Anh của nó khá hơn nên chị cũng đang rất là tin tưởng em. Không có đâu mẹ, tất cả không phải là nhà cổ đâu, nhà thầy Đức á. Con có muốn ăn đá không? Chị đã nói với em rồi. Ngay từ đầu á là chị đã nói là giáo viên nữ mà dạy kèm học sinh nam á thì thật ra rất là bất tiện. Đó, con đã nói mẹ từ đầu rồi, mẹ không chịu tin con. Bất tiện lắm. Bây giờ con có im cái miệng con lại không? Hay là con muốn ăn dép? Dạ. Mà thật ra chị thấy thằng Nguyên nhà chị có vẻ như nó không thích em lắm. Thôi đành vậy. Coi như em ráng dạy hết tháng này, tức là ngày mai rồi em nghỉ nha. Vậy sao đủ tiền trả nợ? Nợ gì? Dạ không có gì. Chị đã nói vậy rồi, em cũng không biết nói gì nữa. Thấy chưa, tôi đã nói là cô sẽ bị đuổi mặt vậy á. Chị cứ yên tâm, tin tưởng ở tôi. Nguyên! Ủa thầy? Em nhớ thầy lắm đúng không? Dạ. Nè, hứa với thầy, lần này hai thầy trò mình cố gắng học hành hết sức, được không? Dạ được. Được không? Dạ được. Cố gắng. Dạ. Về Nguyên, nó đánh trụ kìa, nó đánh trụ kìa. Dạ dạ, anh đang về nè thầy. Lẹ, em đi đâu vậy? Để em chạy về, em chạy về nè. Trời, rồi, xong rồi, thầy diệt nó rồi, hay quá. Ê Nguyên. Dạ. Sao hôm bữa em hứa cho thầy mượn bộ đồ vest của ba em với lại hứa bưng quả với thầy không thấy em đâu vậy? Em có biết là hôm bữa thầy sất bất sang bang không? Bữa đó em ngủ quên thầy. Ê Nguyên, nó về đánh đâu? Đi. Rồi xong. Chán em ghê. Có cái trụ không đánh được là sao? Em hết ngày để em ngủ, em hết ngày để em quên hay sao? Em quên ngay đúng cái ngày quan trọng nhất của thầy là sao? Thì em quên thiệt mà thầy. Bởi vì không có thầy em không có kêu bằng kỹ cương phép tắc gì hết á. Thôi học đi thầy ơi, vô học thầy ơi. Học. Nguyên ơi. Dạ. Thầy đau bụng quá, xuống nấu cho thầy tô mì được. Tô mì thầy? Dạ được. Cảm ơn em nha. Mình ăn no học hành nó tốt hơn. Nguyên. Dạ thôi. Không ấy bỏ cho thầy thêm miếng thịt bò nữa, cho nó có này có kia cho nó ngon. Bò hả? Để em xuống dưới em kiếm nha. Ráng kiếm nha. Dạ dạ. Cảm ơn em nhiều lắm. Thịt bò đâu? Nhà anh đâu có thịt bò đâu. Thằng mì trứng giùm em đi. Tôi có triệu chứng về gan, tôi không ăn trứng được. Tự nhiên bỏ trứng vô còn giờ thì cứ ăn vô ảnh hưởng đến gan của tôi biết không? Đã dặn bỏ thịt bò rồi không chịu bỏ, cứ cãi không à. Tại nhà không có thịt bò thiệt mà thầy. Thôi đi mua cho tôi tô hủ tiếu đi. Cái gì? Thèm hủ tiếu hả? Ăn hủ tiếu nó ngon miệng. Ăn ngon miệng dạy tốt hơn, học cũng tốt hơn. Thương thầy đi mà. Dạ. Quán. Dạ. Hủ tiếu Bùng Binh. Hủ tiếu Bùng Binh xa lắm á thầy. Nó xa nhưng mà nó ngon. Nếu mà ăn ngon thì dạy tốt hơn. Em thương thầy mà, đúng không Nguyên? Dạ. Cảm ơn em. Tốt quá. Thôi đi nhanh đi về cho thầy ăn nữa. Ê, sẵn tiện á, đi ngang qua nhà chị Diễm My, ghé thăm chị cái nha.
Ghé nhà mà đi đó anh chị. Tự nhiên chửi ra điên à. Đi ghé thăm chị cái đi. Vì tình bạn trong mình mà năn nỉ á. Chú chán mà ghê á. Năn nỉ mà nha. Henry ơi, ăn cơm đi nè. Sao vậy? Chê hả? Ngán rồi gì? Wow. Đi mua lẩu ăn nha. Sao chị dễ thương quá vậy ta? Nè. Ê, khi nào mới xong đây? Đi đi, thầy nhà đợi kìa, đứng giờ ngó gì không biết nữa. Từ từ rồi cháu cũng nhừ mà bạn. Để mình nhìn xíu thôi. Em nghe thầy. Em tới đâu Nguyên? Mua có chưa? Lâu quá à. Thầy đói thấy sợ luôn á. Đói quá ăn đỡ tô mì của em. Đỡ tè le thét lét à. Không ngon lành gì hết đó. Nhanh nghe. Tôi đợi nghe. Dạ, dạ anh về liền. Thôi đi. Ba cái quỷ tinh rác. Em là Trạng Nguyên đúng không? Trời ơi, dễ thương quá à. Xin giới thiệu với em, cô là Diễm My. Từ đây về sau cô sẽ là giáo viên dạy kèm mới của em. Cô và em chúng ta phải cố gắng lên nha. Yeah. Anh nè. Học cô hóa từ giận như đó. Đương nhiên là rồi. Trả lời thử coi. Cô tưởng tôi là cũng nít hả? Tự nhiên móc ba cái này vô điện thoại làm gì trời? Sến. Nguyên à! Mở cửa cho thầy Nguyên ơi! Tại sao em lại đuổi thầy ra chứ? Nguyên! Dạ em chào thầy. Ơ thầy ơi. Nguyên nói là thầy đi về đi. Sao tôi về được? Tôi về rồi ai dạy học cho Nguyên? Đi lên kêu Nguyên xuống đây. Dạ. Nguyên nói là thầy tới đây thầy không có dạy. Thầy toàn là ăn với ngủ không mà. Nói là học trò tôi dám nói tôi vậy hả? Đi lên kêu nó xuống đây. Dạ. Nhanh. Nhưng mà. Nhưng mà cái gì nữa? Bây giờ nó không chịu xuống đây tôi nhất định không đi về. Nhanh lên. Nhưng mà. Đi đi. Ừ. Dạ. Vậy thầy chờ em xíu nha thầy. Đóng cửa làm như tôi là ăn trộm. Vô đi. Dạ, cậu ơi, có thầy Đức kiếm cậu á. Thầy Đức nói là cậu không xuống là thầy Đức không có về. Ông này phiền ghê luôn á. Cậu coi xuống đi, chứ để thầy Đức đập cửa hoài à. Cái thằng quỷ này nó nhất định không ra hả ta? Nguyên! Nguyên à! Cái thằng học trò hư hỏng này, tôi nói cho cậu biết nha. Cuộc đời cậu mà không có tôi á, sẽ thất bại. Cậu biết chưa? Nghe chưa cái thằng hư hỏng? Nguyên! À, cái thằng hư hỏng này ra rồi đó hả? Cậu nói ai là thằng hư hỏng? Làm gì đập cửa nhà tôi hoài vậy? Có chuyện gì không? Sao? Nghe nói á là em mong muốn được học lại với cô lắm. Đúng.
đúng không? Rồi còn nghe nói là em tìm khắp cái thế gian này cũng không có tìm được cô giáo nào mà dễ thương có tâm như cô hết, đúng không? Thôi bớt kém voi, ai nói thích học với cô? Ok. Bị đặt giả bộ thì đặt giả bộ nữa. Cô đã nghe mẹ em nói hết trơn hết trọi rồi, là em rất là nhớ cô, đúng không?